Mỹ phát triển hỏa tiễn nhanh gấp 17 lần hỏa tiễn nhanh nhất hiện nay. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm thứ Sáu 15 tháng 5 2020 đã xác nhận Hoa Kỳ đang phát triển hỏa tiễn siêu âm có tốc độ nhanh gấp nhiều lần hỏa tiễn nhanh nhất hiện nay. Thông báo trên Twitter, thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ Jonathan Hoffman cho biết là ngũ giấc đài đang phát triển một loại hỏa tiễn siêu âm nhằm đối phó với các đối thủ của Mỹ. Đây là thông tin được Tổng thống Trump nêu ra tại một buổi lễ công bố lá cờ chính thức của lực lượng vũ trụ Mỹ. Nhánh mới nhất của quân đội Mỹ được Tổng thống Trump chỉ huy thành lập nhằm cạnh tranh với Nga và Trung Cộng trong cuộc đua giành quyền kiểm soát không gian vũ trụ. Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên hôm thứ Sáu 15 tháng 5 2020 rằng Hoa Kỳ hiện đang phát triển một loại hỏa tiễn siêu âm nhanh hơn 17 lần so với hỏa tiễn nhanh nhất mà quân đội hiện có. Tổng thống Donald Trump nói, hiện nay chúng ta đang chế tạo thiết bị quân sự đáng kinh ngạc ở mức độ mà chưa từng thấy trước đây. Chúng được gọi là hỏa tiễn tinh ranh, và gần đây tôi nghe nói nó nhanh gấp 17 lần so với hỏa tiễn nhanh nhất trong kho vũ khí. Tổng thống Donald Trump nói trong cuộc họp với Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ tại Tòa Bạch Ốc. Ông đã nói chuyện cùng với một số lãnh đạo quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Mark Milley. Việc Hoa Kỳ đang phát triển một hỏa tiễn có thể vượt trội hơn các loại vũ khí tương tự mà Nga và Trung Cộng hiện có. Theo ước tính thì Nga có hỏa tiễn nhanh gấp 5 lần so với vũ khí hiện có, và Trung Cộng cho là phát triển hỏa tiễn nhanh hơn gấp 5 hoặc là 6 lần. Chúng ta có hỏa tiễn nhanh gấp 17 lần. Tổng thống Trump còn nói thêm rằng hỏa tiễn phải vượt trội so với hỏa tiễn đang được Nga và Trung Cộng phát triển. Các biểu lộ của Nga và Trung Cộng về các hỏa tiễn siêu âm mới trong những năm gần đây đã khiến cho Hoa Kỳ khôi phục lại những nỗ lực trước đây để phát triển các hỏa tiễn. Theo CNN thì dường như ngũ giác đài không cung cấp thông tin chi tiết về vũ khí mà Tổng thống vừa tiết lộ. Vì sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra nhận xét thì thư ký báo chí tòa bạch ốc Kelly McEnany đã không trình bày hay đề cập đến ngũ giác đài với các phóng viên. Nhưng khi được hỏi về việc tiết lộ của Tổng thống về một hỏa tiễn mới thì Bộ Quốc phòng đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết hoặc là xác nhận rằng nó có thực sự có thể di chuyển nhanh hơn 17 lần so với vũ khí hiện có. Hơn 4 giờ sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu, phát ngôn viên của ngũ giác đài là Jonathan Hoffman đã không trực tiếp đưa ra những nhận xét về phát biểu của Tổng thống, nhưng ông đã xác nhận trong một tweet rằng ngũ giác đài đang phát triển hỏa tiễn siêu âm mà xác định là nó có thể di chuyển gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Bộ trưởng Quốc phòng đang nghiên cứu phát triển một loại hỏa tiễn siêu âm để chống lại đối phương, Hoffman đã thuyết vào đầu tối thứ Sáu 15 tháng 5 2020. Người phát ngôn viên ngũ giác đài trung tá Robert Carver nói với CNN, Chúng tôi sẽ không thảo luận về khả năng của bất kỳ hệ thống nào chúng tôi có thể hoặc là không thể phát triển. Sự phát triển vũ khí như vậy của Nga và Trung Cộng đã gây lo ngại cho các nhà hoạch định ngũ giác đài vì vũ khí này khó phát hiện hơn khi sử dụng các hệ thống theo dõi hiện tại so với các biến thể đã có từ trước. Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến những nỗ lực như vậy của Nga và Trung Cộng trong các bài bình luận của ông hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã không nêu được bất kỳ chi tiết kỹ nghệ về hỏa tiễn mới. Carver cho biết vũ khí siêu âm là một nghiên cứu kỹ thuật hàng đầu và Hoa Kỳ có một chương trình phát triển mạnh mẽ các hệ thống vũ khí siêu âm. Mục tiêu của những vũ khí như vậy là có thể siêu thủng tốt hơn hàng phòng thủ và tấn công các mục tiêu sâu ở bên trong lãnh thổ của đối phương. Ngũ Giác Đài cho biết là họ đã thử nghiệm thành công một thân lượng siêu âm, một thành phần quan trọng của hỏa tiễn siêu âm trong một thí nghiệm bay vào tháng 3 2020, nói rằng vũ khí cung cấp một khả năng tấn công các mục tiêu hàng trăm và thậm chí là hàng ngàn dặm chỉ trong vài phút